Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Thanh Trúc và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ năm 13 tháng 4 năm 2023. Và bây giờ kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi những bản tin chi tiết. Mở đầu phần tin thế giới này là tin đến từ châu Âu. Ngoài trưởng Đức là Anna Lena Baerbock và một viên chức cao cấp phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của khối Liên hiệp châu Âu, đó là ông Joseph Borel sẽ tới thăm Trung Quốc trong những ngày 13 cho tới ngày 15 tháng 4 nhằm tái khẳng định chính sách chung của khối châu Âu đối với Trung Quốc. Đây sẽ là chuyến viếng thăm Trung Quốc lần thứ nhì trong vòng 2 tuần của các giới chức hàng đầu của châu Âu hồi tuần trước tổng thống pháp là ông emmanuel macron và chủ tịch ủy ban châu âu là bà ursula von der leyen cũng đã tới thăm bắc kinh chuyến viếng thăm trung quốc của tổng thống pháp được kỳ vọng sẽ thể hiện sự đoàn kết của châu âu thế nhưng rốt cuộc lại khiến cho khối châu âu thêm sự chia rẽ tổng thống pháp đã gây ra phản ứng dữ dội ở hoa kỳ và châu âu với những phát ngôn gây tranh cãi khi ông kêu gọi khối châu Âu hãy giảm sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ và không nên theo đuổi chính sách của Hoa Kỳ hoặc là Trung Quốc trong vấn đề đài loan. Nhiều chính trị gia và các nhà ngoại giao cũng như các nhà phân tích châu Âu xem những lời bình luận của tổng thống Pháp trên nhật báo Politico và nhật báo của Pháp là Les Eco là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang bị âm thầm phá vỡ. Nhiều thành viên của khối liên hiệp châu Âu hy vọng. Nước Đức, Đức sẽ sử dụng chuyến viên đi của bà Baerbock để đưa ra chính sách rõ ràng hơn và thống nhất của Liên Âu đối với Trung Quốc. Ngoại trưởng Đức sẽ gặp gỡ Ngoại trưởng Trung Quốc là ông Tần Cương và chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Vương Nghị trong chuyến công du 2 ngày sắp tới. Thụy Điển chuẩn bị tổ chức cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong hơn 3 thập niên trở lại đây bắt đầu từ ngày 24 tháng 4 ở khu vực Scan Smallland và đảo Gotland. Theo Sputnik, cuộc tập trận kéo dài 3 tuần, có tên gọi là Aurora 23, sẽ có thử tham gia của khoảng 26.000 binh sĩ đến từ 14 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Phần Lan, Ba Lan, Na Uy, Estonia, Latvia, Litva, Ukraine, Đan Mạch, Áo, Đức và nước Pháp. Các đơn vị trên khắp Thụy Điển sẽ tham gia cuộc diễn tập, trong đó các thiết giáp hạm xuất hiện ở cả quần đảo Stockholm và Goldenberg. Cuộc diễn tập diễn ra trên bộ, trên không và trên biển với quy mô lớn. Mục đích của tập trận Aurora 23 là nâng cao khả năng phối hợp của lực lượng vũ trang Thụy Điển để đối phó với cuộc tấn công quân sự nhắm vào nước này. Trung tá Henrik Larsen, người chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho cuộc tập trận, cho biết. Thụy Điển cũng muốn thông qua đó để nâng cao năng lực tổ chức phối hợp hậu cần của các lực lượng vũ trang quân sự và dân sự. Quân đội Thụy Điển đã không thực hành tổ chức diễn tập cấp lữ đoàn, tức là khoảng 5.000 binh sĩ trong nhiều năm. Sau khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine bùng nổ, vào tháng 4 2022, Quốc hội Thụy Điển đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP, tức là từ 1,3% vào năm 2021. Vào tháng 5 của năm ngoái, Thụy Điển cũng chấm dứt chính sách lịch sử về không liên kết quân sự, nộp đơn xin gia nhập NATO. Nhưng nỗ lực của Stockholm dấp phải sự phản đối từ các thành viên Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Được biết trước đó Thụy Điển đã hồi sinh luật nghĩa vụ quân sự, đồng thời đưa quân trở lại hòn đảo Gotland trước đây là khu vực phi quân sự của vùng Baltic. Chính phủ Nga cho rằng điệp viên của Ukraine đã âm mưu ám sát một blogger quân sự người Nga. Cơ quan an ninh liên bang Nga đã ra thông báo chính thức vào ngày 13 tháng 4, trong đó nêu rõ như sau. Cơ quan an ninh liên bang của Nga cùng với Ủy ban điều tra và cảnh sát địa phương kết luận cuộc tấn công khủng bố vào ngày 2 tháng 4 năm 2023 tại thành phố St. Petersburg được thực hiện bởi lực lượng đặc vụ Ukraine và các nhân viên của họ với sự tiếp tay của một số người Nga lưu vong thuộc phe đối lập. Vụ này đã giết chết một blogger quân sự người Nga nổi tiếng có tên là Vladimir Tatarsky và làm bị thương 50 người khác. Bên cạnh đó, thì cơ quan an ninh liên bang Nga cũng công bố danh tính thủ phạm thứ nhì của vụ tấn công là một người đàn ông người Ukraine có tên là Yuri Denisov. Thủ phạm thứ nhất là bà Dira Chepova đã bị bắt giữ ngay sau khi sự việc xảy ra. Theo cáo buộc của cơ quan này, thì bà Chepova quyết định thực hiện nhiệm vụ khủng bố sau khi nghe lời kêu gọi lật đổ chính quyền từ tổ chức tham nhũng, một tổ chức cực đoan được thành lập bởi chính trị gia đối lập là ông Alexei Navalny đang ngồi tù và đã bị chính phủ Nga cấm hoạt động kể từ năm 2021. Theo đài Russia Today của Nga, thì ông Denisov đã đi từ thủ đô Kiev đến nước Nga hồi tháng 2. Ông đã theo dõi blogger Tatarsky nói trên từ thủ đô Moscow và đưa thiết bị gài bom cho bà Chevova qua một người trung gian. Ngay sau khi sự việc diễn ra, thì ông Denisov đã trở về lại Ukraine. Phía Nga đang ban hành lệnh bắt quốc tế đối với ông Denisov. Ukraine và các quốc gia phương Tây đều chưa có phản hồi chính thức về thông báo này. Tòa bạch ốc xác nhận có một số ít lính đặc nhiệm Mỹ hiện diện tại đại sứ quán Mỹ ở Ukraine nhưng không tham chiến. Trước đó, các tài liệu mật rò rỉ mới đây cho thấy Mỹ có 14 lính đặc nhiệm, Anh có 50 và Pháp và Hà Lan, Latvia cũng có binh sĩ tại Ukraine. Fox News dẫn lời người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby xác nhận. Có một sự hiện diện nhỏ của quân đội Mỹ tại đại sứ quán cùng với văn phòng tùy viên quốc phòng để giúp cho chúng tôi giải quyết trách nhiệm về những gì vào và ra khỏi Ukraine. Ông Kirby nói và đề cập đến việc giám sát vũ khí và các hỗ trợ khác mà Mỹ đã gửi đến Kiev. Ông cho biết thêm những binh lính đó không chiến đấu trên chiến trường, không có thay đổi nào đối với chỉ thị của tổng thống rằng sẽ không có quân đội Mỹ tham chiến tại Ukraine được biết vào tháng 11/2022, năm ngũ giác đài đã nói rằng lực lượng Mỹ khai triển ở Ukraine là để giám sát việc hỗ trợ quân sự cho Kiev. Trong một diễn biến khác, ngày 12 tháng 4, Mỹ có một động thái mới là lần đầu tiên điều chiến đấu cơ tàng hình F-22 tới căn cứ ở Ba Lan và chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 450 km. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan là Mariusz Blaszczak. Cùng ngày, thông báo trên Twitter rằng các máy bay chiến đấu F-22 Raptor của Mỹ đã hạ cánh xuống Ba Lan và sẽ hợp tác với quân đội nước này để giám sát và hỗ trợ cho sườn phía đông của NATO, bảo đảm an ninh cho khối liên minh. Trở lại với châu Âu, nước Pháp bất ngờ cản trở kế hoạch cung cấp đạn dược cho Ukraine của khối hiệp châu Âu Nước Pháp đang cản trở quyết định của Liên minh châu Âu về vấn đề cung cấp đạn dược cho Ukraine khi mà họ kiên quyết phản đối ý tưởng mua sắm vũ khí bên ngoài khối này. Vào ngày 20 tháng 3 vừa qua, khối châu Âu đã đồng ý thông qua kế hoạch cung cấp đạn dược cho Ukraine trị giá tới 2 tỷ euro, là vào khoảng 2 tỷ 200 triệu Mỹ Kim. Một nửa số tiền để hoàn trả nguồn cung ứng đến từ kho dự trữ của các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, các kho dự trữ này không có đủ đạn dược để chuyển giao cho Ukraine. Cho nên, khối châu Âu đã đề nghị giải pháp mua đạn dược từ các nước thứ ba. Thế nhưng, theo tin từ hãng PAP của Ba Lan vào ngày 12 tháng 4, trích dẫn lời một giới chức cao cấp của khối châu Âu tiết lộ rằng nước Pháp nhất quyết phản đối ý tưởng này. Một vấn đề khác đó là kế hoạch của khối hợp châu Âu đề nghị tái cung cấp vốn cho các nguồn cung ứng đạn dược được thực hiện chỉ dựa trên lời đề nghị của Ukraine, trong khi nước Pháp muốn điều khoản này bị hủy bỏ. Chính phủ Pháp muốn tái cấp vốn cho tất cả các nguồn cung ứng cho Ukraine, ngay cả khi một vài trong số đó có thể quá mức và không được Ukraine yêu cầu. Quan điểm của nước Pháp có thể xuất phát từ ngành công nghiệp vũ khí của quốc gia này các công ty chế tạo vũ khí bị cáo buộc là họ đang vận động hành lang để tạo ra một nguyên tắc bảo đảm lĩnh vực xuất cảng vũ khí liên tục của nước Pháp đến Ukraine, bất kể nhu cầu của Ukraine ra sao. Điện Buckingham thông báo hoàng tử Harry sẽ tham dự lễ đăng quang của cha mình là vua Charles de Tam, dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 5. Tuyên bố từ điện Buckingham cho biết Meghan, vợ của hoàng tử Harry, là nữ công tước sở ở lại nhà của họ ở South California cùng với hai con nhỏ là hoàng tử và công chúa. Lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam diễn ra vào ngày 6 tháng 5 tại tu viện Westminster trùng với sinh nhật của hoàng tử Archie. Theo AP, dù thông báo trên là câu trả lời cho tranh luận trên các phương tiện truyền thông của nước Anh rằng liệu Harry có dự lễ đăng quang của vua cha hay không, những lời bàn tán xung quanh Harry và Meghan giữa lúc vua Charles đệ tam chuẩn bị cho lễ đăng quang sẽ không dừng lại. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng công tước với hoàng gia Anh lên đến đỉnh điểm sau khi Harry và Meghan chỉ trích hoàng gia trong loạt phim Netflix cùng với những bí mật gia đình mà hoàng tử Harry tiết lộ trong cuốn hồi ký Spare. Công chúng một lần nữa chú ý tới mâu thuẫn giữa Harry và gia đình vào tháng trước khi gia đình nói họ bị yêu cầu rời khỏi former cottage trong khuôn viên lâu đài Windsor, nơi ở chính của vợ chồng Harry và Meghan, trước khi họ từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia và chuyển đến Mỹ sinh sống. Vẫn tin đến từ châu Âu, một nam tài tử người Pháp nổi tiếng bị 13 phụ nữ tố cáo quấy rối tình dục. Gérard Depardieu là ngôi sao điện ảnh của nước Pháp đang phải đối mặt với vụ kiện hiếp dâm lại tiếp tục bị 13 phụ nữ khác tố cáo quấy rối tình dục. Hôm 13 tháng 4, trang Media Park của nước Pháp đã đăng tải bài viết trong đó 13 phụ nữ cho hay họ đã bị quấy rối khi làm việc cùng với nam tài tử này trong 11 bộ phim trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2022. Phần lớn đó là những nữ diễn viên, những thợ trang điểm và các nhân viên tại phim trường một trong số đó là diễn viên đóng thế làm việc với The Padu trong dự án mang tên The Box vào năm 2015. Cô này cho biết rằng nam tài tử điện ảnh kia đã thò tay xuống váy cô để sờ soạn. Sau khi bị phản ứng thì ông ta càng trở nên hung hãn hơn và hét lớn tại phim trường rằng ông ta có thể sở hữu bất kỳ phụ nữ nào mà ông ta muốn và gọi cô là một con lợn béo. Cabinet Thermal là công ty đại diện hợp pháp của The phủ nhận các cáo buộc nói, nói, trên. Còn theo nhật báo Variety, thì 13 người này hiện nay không có hành động pháp lý nào chống lại nam tài tử này. Tòa án không nhận thêm đơn kiện nào mới, và nam tài tử Depardieu vẫn trong quá trình bị điều tra vì đơn kiện hiếp dâm do Charlotte Arno nộp vào năm 2020. Đại diện của văn phòng công tố viên tại thủ đô Paris cho biết như trên. Nam tài tử Gerard Depardieu, sinh năm 1948, là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất tại nước Pháp qua hơn 180 bộ phim, tiêu biểu là phim lịch sử và phim cổ trang. Ông từng giành được giải diễn viên xuất sắc tại giải thưởng Cannes và được đề cử Oscar cho vai diễn trong bộ phim Cyrano de Bergerac năm 1990, từng đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực nghệ thuật nam tài tử Depardieu đã được Tổng thống Pháp phong tặng huy chương bắt đổ bội tin hạng hiệp sĩ. Ông từng được phong là đại sứ văn hóa của Montenegro, rồi ở Bắc Âu. Riêng Tổng thống Nga là ông Putin đã trao quyền công dân Nga cho nam tài tử này vào năm 2013. Đến đây, kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ. ơn vị đã trở lại với chúng tôi và bây giờ là phần tin Hoa Kỳ. Tài liệu về việc bảo vệ an ninh cho chuyến thăm Bắc Island kéo dài 3 ngày từ 11 đến 14 tháng 4 của Tổng thống Joe Biden bị rơi trên đường và sau đó một người đã nhặt được. Cảnh sát Bắc Island thừa nhận đây là lỗ hổng an ninh. Thưa quý vị, Bắc Ireland tung chiến dịch an ninh lớn nhất một thập niên qua để bảo vệ ông Biden trong chuyến thăm của ông tới Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Tuy nhiên, nhiều thông tin tối mật đã bị lộ ngay khi tổng thống Mỹ vẫn còn đây. Theo tờ USA Today, tài liệu được tìm thấy trên con đường ở thành phố Belfast gần khách sạn nơi ông Biden ở. Trong đó có tên và số điện thoại của nhiều cảnh sát tham gia chiến dịch an ninh cũng như nơi bố trí lực lượng những khu vực bị phong tỏa hay các biện pháp phát hiện phương tiện đáng nghi. Nghe có vẻ điên rồ nhưng đó là sự thật. Một người đàn ông tên Bill đã nhặt được tài liệu nói với đài BBC của Anh Quốc. Người này gọi đến để báo rằng mình đã nhặt được một tài liệu dài 5 trang chứa những thông tin nhạy cảm vào tối hôm trước. Chưa rõ vì sao tài liệu trên lại nằm trên đường phố, tuy nhiên một giới chức địa phương cho rằng nó có thể đã rơi ra từ tập hồ sơ của một cảnh sát nào đó. Chúng tôi biết về lỗ hổng an ninh, chúng tôi đã bắt đầu cuộc điều tra và thông báo cho nhân viên quản lý rủi ro thông tin cấp cao. Thưa quý vị, ông Biden đã rời Belfast ngày 12 tháng 4 theo kế hoạch và sau đó đến Dublin mà không gặp vấn đề an ninh nào. Cuộc điều tra của nhật báo Washington Post cho hay, nghi can trong vụ rò rỉ tài liệu bí mật là một cựu nhân viên trẻ tuổi tại một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Theo đó, nghi can này được cho là một thanh niên có tính cách phân biệt chủng tộc và thích sở hữu súng. Người này từng làm việc trong một căn cứ quân sự tại Hoa Kỳ và đã chia sẻ các tài liệu bí mật trong một nhóm chat sử dụng ứng dụng có tên là Discord với khoảng 25 thành viên. Một thành viên trong nhóm này tiết lộ với nhật báo Washington Post là nhóm trưởng của anh ta thường được biết đến với tên gọi là OG, đã chia sẻ tài liệu bí mật của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nhằm ra oai với các thành viên còn lại trong nhóm. Người này đã nhiều lần nhấn mạnh rằng anh ta đã làm việc tại một căn cứ quân sự không được nêu tên của Hoa Kỳ, nơi mà công việc chính của ông anh ta cho phép anh ta đọc được một số lượng lớn các tài liệu bí mật. Cũng theo nhật báo Washington Post thì nhóm nói trên được lập ra để phục vụ cho mục đích chơi game và tại đó các thành viên đã có một số tranh cãi về tình hình chiến sự tại Ukraine. Từ cuối năm ngoái cho tới giữa tháng 3, nhân vật có tên là oji vừa kể trên bắt đầu gửi vào nhóm này hàng trăm tài liệu tình báo bí mật của chính phủ được anh ta đem về nhà từ căn cứ quân sự nơi anh ta đã từng làm việc ban đầu thì các tài liệu này được gửi dưới dạng tin nhắn sau đó dần dần chuyển hãng sang hình ảnh chụp trực tiếp đây chính là những bức hình đã trôi nổi trên mạng internet làm chấn động cả thế giới trong nhiều ngày qua theo nguồn tin của nhật báo Washington Post, thì nhân vật OG nói trên đã ghi chú, giải nghĩa, cẩn thận từng tài liệu mà anh ta gửi đi. Anh ta dạy cho các thành viên của nhóm phương cách đọc các tài liệu tình báo và những gì đang xảy ra trên thế giới cũng như các phi vụ bí mật của chính phủ. Cho tới ngày 28 tháng 2 năm nay, một thành viên đã đăng tải những tài liệu bí mật kia lên một nhóm disco khác trong tháng 3 thì các tài liệu này đã lan truyền khắp nền tảng Discord. Thế nhưng phải tới tháng 4 thì chính quyền Hoa Kỳ mới nhận ra sự tồn tại của những tin này. Cả hai thiếu niên là thành viên của nhóm chat được nhật báo Washington Post cùng khẳng định rằng họ biết tên thật và tiểu bang mà nhân vật có tên là OG sinh sống, nhưng họ cương quyết từ chối tiết lộ về những tin này. Vẫn tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, cựu tổng thống Donald Trump xin hoãn phiên tòa dân sự với cáo buộc cưỡng hiếp nhà báo Jean Carroll vào giữa những năm 1990 do đang nhận được quá nhiều sự chú ý đến từ công chúng. Để cho cựu tổng thống Trump có một phiên tòa công bằng, chúng ta cần có một khoảng thời gian để làm dịu tâm lý dư luận do sự công kích của truyền thông nhắm vào ông trong vụ truy tố vừa qua. Đó là lời của luật sư của cựu tổng thống Donald Trump, Joseph Jacobina, viết trong bức thư xin gửi đến thẩm phán liên bang ở khu vực, xin hoãn ngày mở phiên tòa trong 4 tuần. do tuần trước, cựu tổng thống vừa trình diện tại tòa Manhattan nghe cáo trạng với 34 cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh trong vụ việc trả tiền bịt miệng cho nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels trước kỳ bầu cử 2016. Thưa quý vị, cựu tổng thống Donald Trump đã phủ nhận các cáo buộc của Carol và nói rằng bà không phải là kiểu người mà ông thích. Nữ nhà báo đã kiện ông Trump với cáo buộc phỉ bán tấn công tình dục theo luật của tiểu bang New York. Trong khi đó, luật sư của bà Carol là Tropeta Kaplan chưa đưa ra phản ứng sau yêu cầu quản phiên tòa từ phía đội ngũ của ông Trump. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, giới hữu trách tại tiểu bang Florida của Hoa Kỳ vừa hành quyết bằng cách tiêm thuốc độc đối với phạm nhân có tên là Louis Bernard Gaskin, 56 tuổi, về tội giết chết một cặp vợ chồng vào năm 1989. Hung thủ này có biệt danh là sát thủ ninja bởi vì hắn ta mặc toàn đồ đen trong đêm gây án. Theo tin từ cuộc họp báo thì Hung thủ này được ăn bữa cuối cùng và gặp người chị gái của ông ta trước khi việc hành quyết diễn ra đúng 6 giờ tối và hôm qua 12 tháng 4. Sau khi tử tù này nói lời cuối cùng thì nhà chức chết đã bắt đầu chích thuốc độc vào cơ thể của Gaskin. Người thân của phạm nhân không có mặt trong phòng nhân chứng để chứng kiến tiến trình hành quyết. Cái chết của người này đánh dấu vụ hành quyết thứ 100 của tiểu bang Florida. Kể từ khi tiểu bang này khôi phục án tử hình vào năm 1976, Florida hiện nay còn 297 tử tù đang chờ thi hành án. Hồi năm 2023, thống đốc của Florida là ông Ron DeSantis đã đẩy nhanh việc ký các lệnh thi hành án tử hình. Trong 4 năm nhiệm kỳ thống đốc của Florida trước đó thì ông DeSantis chỉ ký 2 lệnh thi hành án tử hình mà thôi. Hồi cuối tháng 2 năm nay, Florida vừa thi hành án với tử tù có tên là Donald DeBack về tội danh giết người. Dự kiến trong tháng 5, một tù nhân khác có tên là Daryl Baquick cũng bị hành quyết với tội danh tương tự. Theo các nhà phân tích tài chính, tiền gửi tại ba ngân hàng JP Morgan Chase, Wells Fargo và Bank of America đã giảm 521 tỷ Mỹ kim so với một năm trước đó là mức giảm lớn nhất trong một thập niên. Chỉ trong quý 1 năm nay, số tiền gửi vào ba ngân hàng trên đã giảm 61 tỷ Mỹ kim. Điều này xảy ra sau cuộc khủng hoảng của ba ngân hàng Silvergate, Silicon Valley Bank và Signature Bank vừa qua. Các ngân hàng lớn nhất của Mỹ dự kiến trong tuần này sẽ công bố chính thức số tiền gửi tiết kiệm trong những tháng gần đây. Theo hãng tin Bloomberg, tình trạng hỗn loạn hiện nay của khối ngân hàng cũng đang đè nặng lên cổ phiếu của họ. Chỉ số cổ phiếu của ngân hàng KBW đã mất 25% chỉ trong tháng 3 vừa qua. Các ngân hàng khu vực thua lỗ nhiều nhất trong giai đoạn này như cổ phiếu First Republic Bank giảm 89%. Ngay từ đầu năm 2022, các ngân hàng bắt đầu nhận thấy tiền gửi giảm dần do mức độ lạm phát lịch sử đã ăn mòn tiền tiết kiệm của người tiêu dùng. Trong bối cảnh ồn ào về việc cơ quan dự trữ liên bang thúc đẩy mạnh mẽ việc tăng lãi suất, khách hàng cá nhân và các công ty đã đổ xô đến gửi tiền tại các quỹ tiền tệ. Tổng số tiền trong các quỹ này lên mức kỷ lục là 5.2 ngàn tỷ Mỹ Kim so với 4.59 ngàn tỷ Mỹ Kim một năm trước đó. Điều này đã buộc các ngân hàng phải tăng lãi suất nếu như muốn giữ lại khách hàng gửi tiền. Trong một thông báo gửi cho khách hàng, bà Betsy Graczyk, nhà phân tích tại ngân hàng Morgan Stanley, đã hạ triển vọng lợi nhuận của các ngân hàng vào năm nay và năm tới. Mức độ lạm phát tiêu dùng tại Hoa Kỳ đã giảm trong tháng 3 là tháng thứ 9 liên tiếp, trong đó giá xăng và giá thực phẩm giảm xuống, giúp cho người dân Hoa Kỳ nhẹ nhõm hơn phần nào, thế nhưng có thể vẫn chưa đủ để ngân hàng trung ương Hoa Kỳ, tức là FED, ngừng tăng lãi suất giá tiêu dùng tại nước Mỹ từ tháng 2 sang tháng 3 năm nay chỉ tăng 0.1%, tức là giảm so với 0.4% từ tháng Giêng sang tháng 2, và đây là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 12 năm ngoái. Cơ quan Thống kê Lao động của Bộ Lao động Hoa Kỳ thông báo vào hôm 12 tháng 4, so với tháng 3 năm ngoái thì giá tiêu dùng của tháng 3 năm nay chỉ tăng 5%, là mức giảm so với mức tăng 6% trong một năm hồi tháng 2 và là mức tăng thấp nhất trong gần 2 năm qua. Giá tiêu dùng trong tháng 3 giảm phần lớn nhờ giá của những mặt hàng như là xăng và xe hơi cũ cũng như đồ nội thất giảm đi. Tuy nhiên, nếu không tính giá thực phẩm và giá năng lượng vốn thay đổi thường xuyên thì mức lạm phát cốt lõi hiện nay vẫn còn tăng cao. Giá tiêu dùng vào tháng 3 đã tăng 0.4% so với tháng 2 và tăng 5.6% so với tháng 3 năm ngoái. FED và nhiều kinh tế gia xem giá tiêu dùng cốt lõi là số đo lạm phát chính xác hơn. Giá tiêu dùng này trong một năm tăng hồi tháng 3 là lần đầu tiên trong 6 tháng qua. Giá cả tăng nhanh trong lĩnh vực dịch vụ đang tiếp tục làm cho mức độ lạm phát cốt lõi tăng cao. Nhiều người dự đoán xu hướng đó sẽ khiến cho FED sẽ tăng lãi suất lần thứ 10 liên tiếp vào tháng 5 thêm 0.25% lên vào khoảng 5.1% là mức cao nhất trong vòng 16 năm qua. Quả hoạn lớn ở trang trại Texas, 18.000 con bò đã chết cháy. Dù quả hoạn xảy ra vào đầu tuần tại trang trại bò sữa South Fork ở gần thành phố Jimmit tại Castro, miền Tây tiểu bang Texas, sau khi dập tắt ngọn lửa, giới chức ngày 12 tháng 4 cho biết họ choáng dáng trước mức độ thiệt hại về gia súc của trang trại này. Ngọn lửa bùng phát rất nhanh sau một tiếng nổ lớn lan đến các chuồng nuôi nhốt nơi hàng chục ngàn con bò chen chúc chờ đến lượt để dắt sữa. Hơn 18.000 con bò chiếm 90% tổng số bò của trang trại đã chết trong đám cháy, với tổng thiệt hại có thể lên đến hàng chục triệu Mỹ Kim. Thật không thể tin nổi, chưa từng có chuyện tương tự xảy ra ở khu vực này. Đây thật sự là một thảm kịch. Thị trưởng thành phố James Roger Marlon đã phát biểu. Giới chức tác sát đang điều tra nguyên nhân quả hoạn, nhưng nhận định vụ nổ có thể bắt nguồn từ một trục trặc trong thiết bị tại trang trại. Thưa quý vị, đây là vụ chết gia súc lớn chưa từng có tại Mỹ. Giới chức tác sát đang nỗ lực dọn dẹp xác của 18.000 con bò. Thị trưởng Malone cho biết, ông từng tham gia các khóa học quản lý khẩn cấp về giải quyết xác động vật hậu thảm họa, nhưng không phải ở quy mô này. Làm thế nào để có thể giải quyết cùng một lúc 18.000 xác của con bò sữa? Đây không phải là tình huống mà chúng tôi gặp phải thường xuyên. Tiểu bang Texas có khoảng 625.000 con bò, cung cấp khoảng 7,5 tỷ lít sữa mỗi năm, đứng thứ tư nước Mỹ về sản lượng. Quận hạt Castro là dùng thảo nguyên rộng lớn, cũng là hạt có năng suất sữa cao thứ hai của tiểu bang. Trong đó trang trại Stafford được xem là một gã khổng lồ với quy mô đàn bò lớn hơn gần 10 lần so với trung bình ở tiểu bang này. Trang trại được lập cách đây 3 năm với khoảng 60 nhân viên. Và một lần nữa, kính mong quý vị dẫn dĩ làn sóng của Sài Gòn TV, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị phần tin Á Châu. <laughs> Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Mở đầu là tin liên quan tới Nhật Bản. Theo đài CNN, thì Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay họ đã ký các hợp đồng trị giá tới hơn 2 tỷ 800 triệu Mỹ Kim với Tập đoàn Công nghiệp Mitsubishi để chế tạo và sản xuất hàng loạt hỏa tiễn tầm xa theo như kế hoạch kéo dài tới năm 2027. Theo các thỏa thuận thì công ty Mitsubishi trong năm nay sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt hai loại hỏa tiễn đã được chế tạo gồm hỏa tiễn dẫn đường Type 12 phóng đi từ mặt đất được thiết kế để nhắm mục tiêu các tàu chiến trên biển và hỏa tiễn siêu thanh được thiết kế để phòng thủ các hòn đảo. Các loại vũ khí này dự kiến sẽ được chế tạo vào năm 2026 và 2027. Trang tin Công nghiệp quốc phòng James cho biết thêm Công ty Mitsubishi trong năm nay sẽ chế tạo các phiên bản tân tiến của hỏa tiễn Type 12 có thể phóng được từ máy bay và trên tàu biển. Những phiên bản nâng cấp này có tầm bắn tới 1.000 cây số, tức là gấp 5 lần tầm bắn của phiên bản hiện nay. Công ty Mitsubishi sẽ đồng thời bắt đầu chế tạo các loại hỏa tiễn phóng đi từ tàu ngầm để trang bị cho hạm đội tàu chế bằng năng lượng thông thường của lực lượng phòng vệ hàng hải của Nhật Bản. Bên cạnh việc tự chế tạo hỏa tiễn trong nước, thì Thủ tướng Kishida vào hồi tháng 2 hé lộ rằng Nhật Bản đã lên kế hoạch mua 400 trái hỏa tiễn hành trình Tomahawk của Hoa Kỳ. Tomahawk có khả năng nhắm bắn các mục tiêu ở cách xa tới 1.600 cây số. Châu Á đang đối diện với làn sóng COVID-19 mới. Một số quốc gia châu Á đang ghi nhận ca mắc mới COVID-19 tăng nhanh, tuy chưa ở mức gây áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe, Hãng tin Bloomberg dẫn số liệu từ Bộ Y tế Singapore cho biết, số ca nhiễm mới ở nước này tăng gần gấp đôi trong tuần cuối cùng của tháng 3, lên mức cao nhất trong năm nay. Số ca mắc hàng tuần của Singapore đã tăng lên tới 28.000 ca vào tuần cuối tháng 3, tăng mạnh so với 14.467 ca của tuần trước đó. Ấn Độ cũng vừa ghi nhận số ca nhiễm mới trong một ngày cao nhất kể từ cuối tháng 8 của năm ngoái lên tới hơn 10.000 ca, nhiều tiểu bang tại Ấn Độ đã bắt buộc đeo khẩu trang trở lại, dù các bệnh viện và phòng khám chưa ghi nhận quá tải bệnh nhân. Ca nhiễm trong ngày ở Indonesia cũng tăng gần ở mức cao nhất trong 4 tháng sau khi chính phủ nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại. Vào ngày 13 tháng 4, Tổng thống Joko Widodo kêu gọi người dân tiêm nhắc lại lần hai, dù khẳng định tình hình vẫn đang được kiểm soát tốt. Từ cái vị, thủ phạm của làn sóng COVID-19 mới là biến thể phụ XBB116 của Omicron. Biến thể này, còn gọi là Arcturus, được phát hiện lần đầu vào cuối tháng 1 năm nay. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Arcturus đã xuất hiện tại khoảng 20 quốc gia, nhưng phần lớn mẫu bệnh phẩm của Arcturus được thu nhập tại Ấn Độ. Vẫn tin đến từ Á Châu, thì giới siêu giàu tại Nam Hàn đã bớt đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và gia tăng nắm giữ tiền mặt. Giới siêu giàu tại Nam Hàn có xu hướng gia tăng tài sản cất giữ an toàn như là nắm giữ tiền mặt và tiền gửi trong ngân hàng thay vì họ chấp nhận sự rủi ro với lĩnh vực bất động sản. Bạn phúc trình của Viện Nghiên cứu Quản lý Tài chính HANA thuộc ngân hàng HANA cho biết như sau. Tính đến cuối năm 2022, tài sản trung bình bao gồm tài chính, bất động sản cũng như các loại tài sản khác của giới siêu giàu tại Nam Hàn là 32.3 tỷ won, tương đương 24 triệu 500 ngàn Mỹ Kim cho mỗi người. Lợi tức trung bình hàng năm của giới siêu giàu tại Nam Hàn là khoảng 1 tỷ 200 triệu won, trong đó lợi tức từ bất động sản chiếm 39% vào khoảng 500 triệu won. Nhìn vào sự thay đổi thành phần tài sản của giới siêu giàu của Nam Hàn trong năm qua, thì tài sản chính của họ đã tăng từ mức trung bình 15 tỷ won vào năm 2021, đã tăng lên thành 16 tỷ won vào năm 2022. Mặt khác, tài sản trong lĩnh vực bất động sản vốn đứng đầu trong tổng số tài sản với mức trung bình là 20 tỷ won vào năm 2021, đã giảm xuống còn 15 tỷ won vào năm ngoái, Đồng thời, tỷ trọng của bất động sản cũng rớt lại phía sau so với tài sản chính, đó là tài sản chính 50%, bất động sản chỉ còn 48%. Điểm đáng chú ý nhất trong khối tài sản năm 2022 mà giới siêu giàu của Nam Hàn nắm giữ đó là tỷ lệ tiền mặt và tiền gửi trong tài sản tài chánh tăng hơn gấp đôi lên tới 58% từ mức 25% của một năm trước đó trong khi đó thì tỷ trọng cổ phiếu giảm mạnh từ 45% xuống còn 16%. Bạn Phúc Trình phân tích như sau, sự ưa chuộng đối với số tiền gửi đã tăng lên do sức ảnh hưởng của việc gia tăng lãi suất. Thế nhưng cũng có một khía cạnh khác đó là gia tăng tỷ lệ nắm giữ tiền mặt để đối phó với sự bất ổn của tình hình kinh tế thế giới. Sang qua Trung Quốc, Trung Quốc chống lãng phí lương thực, đĩa sạch hoặc phải nộp phạt hơn 15.000 Mỹ Kim Mỗi năm Trung Quốc lãng phí khoảng 350 triệu tấn lương thực, chiếm 1 phần 3 tổng số thực phẩm bỏ phí trên toàn cầu. Quỹ ban phát triển và cải cách quốc gia Trung Quốc mới ra thông cáo siết chặt kiểm soát các bữa tiệc tại khách sạn, nhất là những bữa tiệc có giá 1.500 nhân dân tệ một người, tương đương với 218 Mỹ Kim trở lên. Mục tiêu của động thái này là hạn chế việc ăn uống thừa thải, bỏ phí thực phẩm, vốn làm văn hóa điển hình tại các bữa tiệc ở Trung Quốc. The Economist cho biết, vì muốn thể hiện sự giàu có hoặc lòng hiếu khách mà các chủ tiệc thường chuẩn bị thức ăn vượt quá khả năng tiêu thụ của các thực khách. Thậm chí việc thừa thải thức ăn được coi là tiêu chuẩn cho sự giàu có, hào phóng đối với đại khách ở các bữa tiệc. Đây được coi là động thái mới nhất trong việc nỗ lực duy trì chính sách từ năm 2013 của Chủ tịch Tập Cận Bình, mà mọi người thường gọi là đĩa sạch. Kể từ đó đến nay, các cơ quan hữu trách của Trung Quốc đã liên tục áp dụng những chính sách cứng rắn nhằm giảm lượng thực phẩm bị lãng phí, bao gồm việc loại bỏ những video ăn thùng uống vại từng tràn lan trên trang mạng xã hội. Bộ luật chống lãng phí thức ăn khiến các cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị phạt đến 100.000 nhân dân tệ, tương đương với 15.800 Mỹ Kim, cùng với những hình thức trừng phạt khác. Vẫn tiến đến từ Á Châu, chính phủ Malaysia đã đưa tên một trong những hậu duệ tự xưng của hoàng tộc hồi quốc Sulu vào danh sách khủng bố giữa những tranh chấp căng thẳng theo tường thuật của hãng tin Bloomberg vào ngày 12 tháng 4, thì ông Karu Dadmido là một giới chức phụ trách về vấn đề pháp lý thuộc Văn phòng Thủ tướng Malaysia cho hay chính phủ của quốc gia này đã xem Mohammed Fa'u Abdullah Kiram là một phần tử khủng bố theo luật chống rửa tiền và khủng bố. Nhân vật nói trên là một trong tám thành viên của nhóm tự xưng là những người thừa kế của hoàng tộc vương quốc Hồi giáo Sulu, còn được gọi là Hồi quốc Sulu, từng tồn tại từ năm 1405 cho tới năm 1915 trước đây. Những người này hiện nay là công dân của Philippines. Họ là bên nguyên trong một vụ kiện thách thức chính phủ Malaysia xoay quanh một thỏa thuận về đất đai thời thuộc địa liên quan tới tiểu bang Sabah của quốc gia này. Một tòa án trọng tài của Pháp hồi tháng 2 năm ngoái đã yêu cầu Malaysia phải trả số tiền tương đương 14 tỷ 200 triệu Mỹ Kim cho nhóm nói trên để giải quyết vụ tranh chấp. Thế nhưng sau đó, tòa án phúc thẩm ở thủ đô Paris đã cho tạm ngừng việc thực thi phán quyết này sau khi nhận thấy việc này có thể xâm phạm tới chủ quyền của Malaysia. Ông Karu cho biết như sau, Giờ đây, họ chủ động tấn công để chống lại yêu sách của những người tự xưng là thừa kế của Hội quốc Sulu. Ông cũng tiết lộ rằng Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Malaysia là ông Safudin Nasution bin Ismail cũng có chuyến công du tại bốn quốc gia như là Pháp, Tây Ban Nha, Luxembourg và Hòa Lan liên quan tới vụ kiện trọng tài nói trên. Hội quốc Sulu từng cai trị quần đảo Sulu là một phần của hòn đảo Mindanao và đảo Palawan thuộc Philippines ngày nay, cũng như một phần khu vực ngày nay là tiểu bang Sabah của Malaysia, gồm có hai tỉnh Đông và Bắc Kalimantan của Indonesia nằm trên đảo Borneo. Trúng thưởng 365 ngày nghỉ phép có lương một nhân viên ở Thẩm Quyến rút thăm may mắn trong bữa tiệc của công ty và trúng được giải thưởng 365 ngày nghỉ phép có lương. Trong video lan truyền trên mạng xã hội, một nhân viên được cho là nắm vị trí quản lý cầm tấm biển đề giải thưởng 365 ngày nghỉ phép có lương. Chen Hoan, nhân viên hành chính công ty cho biết, người quản lý đã nhiều lần hỏi lại xem liệu giải thưởng này là có thật hay không. Chen nói rằng công ty sẽ thảo luận với người quản lý, anh có thể hưởng giải thưởng là chế độ nghỉ phép có lương trong 365 ngày hoặc là nhận tiền mặt thay thế. Người quản lý này phải thường xuyên đi công tác vì tính chất công việc, theo truyền thông địa phương. Câu chuyện nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng mạng của Trung Quốc. Một người đã đặt câu hỏi, liệu sau một năm, vị trí của anh ấy có thể đã bị người khác thay thế? Và liệu anh ấy có đủ can đảm để tận hưởng giải thưởng này hay không? Đây không phải là lần đầu tiên một công ty Trung Quốc đưa ra giải thưởng rút thăm may mắn là một năm nghỉ phép có lương. Vào tháng Giêng năm ngoái, nhân viên bán hàng của một công ty khác ở Thẩm Quyến cũng đã trúng giải thưởng tương tự và người này cuối cùng chuyển một phần giải thưởng thành tiền mặt quyên góp cho các tổ chức từ thiện của địa phương. Một tiệm cà phê tại Nhật Bản đã sa thải nhân viên vì cô này đã pha máu vào ly cocktail. Một nữ nhân viên phục vụ tại một tiệm cà phê ở Hokkaido đã bị sa thải vì cô ta đã thêm những giọt máu của chính cô vào ly cocktail được cho là theo lời yêu cầu của khách hàng nhân viên quản lý của tiệm cà phê mang tên Modaji Con Cafe Daku đã xin lỗi và viết trên Twitter rằng hành động của nữ nhân viên nói trên là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tiệm cà phê này được khánh thành vào tháng 3 vừa qua tại khu giải trí Susukino ở thành phố Sapporo. Phương cách quảng cáo của tiệm cà phê này đó là thuê các cô gái mà họ gọi là không ổn định về tinh thần và có vấn đề phục vụ với phong cách trang điểm tối màu. Khách hàng phải trả khoảng 2.500 yen, tương đương 19 Mỹ Kim mỗi giờ đồng hồ, để uống cà phê tại đây. Tiệm cà phê này cho biết rằng họ đã đóng cửa một ngày sau sự việc nói trên để thay thế những chiếc ly uống nước. Uống máu người là một hành động rất nguy hiểm. Bác sĩ Gento Kitao đã nói với trang tin Flash của Nhật Bản như trên, và ông cho rằng Cả nhân viên bị sa thải cũng như khách hàng uống cocktail hãy nên làm xét nghiệm máu. Các trường hợp bị nhiễm bệnh do uống máu của người khác rất hiếm gặp. Thế nhưng, các bệnh chính có thể lây qua đường máu bao gồm HIV, viêm gan C, viêm gan B và cả giang mai. Người uống phải những giọt máu này rất dễ bị nhiễm trùng nếu có vết thương ở trong miệng. Đến đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã trở lại với chúng tôi và bây giờ là phần tin Việt Nam. Doanh nghiệp Âu Châu thận trọng khi đầu tư vào Việt Nam. Các nhà quản lý nước ngoài dự đoán không có thay đổi lớn nào trong đầu tư vào Việt Nam trong quý này sau khi dòng vốn vào đã giảm trong 3 tháng đầu năm theo cuộc khảo sát được Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam công bố hôm thứ Ba. Chỉ số môi trường kinh doanh hàng quý xác nhận rằng Việt Nam vẫn là điểm đến hàng đầu của đầu tư doanh nghiệp nước ngoài. Nhưng do nhu cầu trên toàn cầu đã giảm, tình hình chính trị xáo trộn trong nước khiến hầu hết các nhà quản lý vẫn thận trọng. Cuộc khảo sát tập trung vào các công ty và cá nhân Âu Châu đang hoạt động tại Việt Nam cho thấy 58% trong số hơn 200 nhà quản lý được khảo sát không có kế hoạch thay đổi kế hoạch đầu tư tại Việt Nam trong quý này. Thưa quý vị, Việt Nam đã nhận được 4.3 tỷ Mỹ Kim đầu tư trực tiếp từ nước ngoài trong quý đầu tiên, giảm 2.2% so với một năm trước, theo dữ liệu mới nhất của chính phủ được công bố vào cuối tháng 3. Hà Lan, Pháp, Luxembourg và Đức là những nhà đầu tư hàng đầu của Liên minh châu Âu tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư hơn 20 tỷ Mỹ kim, đây vẫn là một phần nhỏ so với đầu tư từ các quốc gia như Nam Hàn và Nhật Bản. Theo đài BBC, đa số các nhà quản lý cho rằng Việt Nam nên tăng cường ổn định chính trị, đồng thời cải thiện môi trường pháp lý để thu hút thêm đầu tư nước ngoài. Đất nước này đã chứng kiến những cuộc cải tổ chính trị lớn gần đây, bao gồm cả việc bãi nhiệm các giới chức cấp cao như một phần của chiến dịch chống tham nhũng rộng lớn do đảng Cộng sản cầm quyền dẫn đầu. Công ty từng bán bảo hiểm nhân thọ cho diễn viên điện ảnh Ngọc Lan ở bên Việt Nam đã có thông báo gửi cho Bộ Tài chánh Việt Nam về sự việc gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây. Cơ quan quản lý giám sát bảo hiểm cho hay, công ty bảo hiểm MVI mà cô diễn viên nói kia nói trên có ký hai hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và ngày hiệu lực của hợp đồng này là ngày 6 tháng Giêng năm 2020, một hợp đồng cho chính cô và một hợp đồng cho đứa con trai của cô. Mỗi hợp đồng bao gồm một sản phẩm chính, đó là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung trọn đời và đóng lệ phí định kỳ và 3 năm sản phẩm bổ trợ với mức phí đóng hàng năm là 700 triệu đồng Việt Nam. Đối với sản phẩm bảo hiểm mà nữ diễn viên Ngọc Lan tham gia, đó là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung trọn đời theo quy tắc thì điều khoản sản phẩm thời hạn bảo vệ và đến khi người được bảo hiểm đạt được 76 tuổi, đồng thời phía người mua được lựa chọn thời hạn đóng lệ phí là 5 năm, 10 năm hoặc đóng cho tới khi nào đạt được 75 tuổi và phải đóng đủ lệ phí bảo hiểm theo định kỳ đã lựa chọn trong vòng 3 năm hợp đồng đầu tiên. Đến năm thứ tư trở đi thì nếu phía người mua không đóng đủ lệ phí bảo hiểm định kỳ đến hạn mà giá trị tài khoản hợp đồng đủ cho khoản khấu trừ hàng tháng thì hợp đồng này sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ mà nữ diễn viên nói trên lựa chọn đó là sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo mở rộng sản phẩm bảo hiểm trợ giúp chi phí nằm bệnh viện và sản phẩm bảo hiểm trợ giúp cho chi phí giải phẫu đây là các sản phẩm bảo vệ thuần túy và lệ phí bảo hiểm sẽ không được hoàn lại trong trường hợp khách hàng không xảy ra rủi ro. Trưởng thôn Ninh Tập, tỉnh Hưng Yên đã vận động thu hàng trăm triệu đồng từ những người dân ở xa quê xây mộ chờ để bán. Ông Hoàng Văn Tự, Phó Bí Thư huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên, cho biết vừa giao Ủy ban kiểm tra huyện Khói Châu xác minh việc ông Lê Văn Hà, Bí Thư xã Đại Tập, có dấu hiệu bao che cho bà Nguyễn Thị Hoa, cựu bí thư chi bộ thôn Ninh Tập. Trước đó vào tháng 7 2022, nhiều người dân ở thôn Ninh Tập đã gửi đơn tố cáo tới chính quyền về việc bà Hoa lập phiếu thu giả trong việc xây mộ chờ tại nghĩa trang thôn để bán nhằm thu lợi bất chính. Kết quả xác minh, bà Hoa đã tự ý nâng mức thu đối với những người xa quê về mai táng tại nghĩa trang thôn Ninh Tập với giá 6 triệu đồng cho mộ nam và 10 triệu đồng cho mộ nữ. Trong thời gian năm 2021-2022, bà Hoa đã thu lợi bất chính hơn 445 triệu đồng của người dân làm quỹ thôn. Trong đó có thu 320 triệu đồng từ người dân xa quê để xây mộ chờ. Sau khi xác minh, quỹ ban xã Đại Tập đã chuyển sự diệt sang đảng quỹ để xem xét kỷ luật bà. Thế nhưng từ đó đến nay, sự việc không được giải quyết Do đó, người dân đã gửi đơn tố cáo tới chính quyền các cấp tại tỉnh Hưng Yên. Vấn tin đến từ Việt Nam thì liên quan tới vụ bồi thường bảo hiểm trong vụ rơi máy bay tại Vịnh Hạ Long vào ngày 5 tháng 4 vừa qua, Cơ quan Bảo Quản lý và Giám sát Bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính Việt Nam cho hay, Tổng công ty bảo hiểm PVI đã có thông báo về việc giải quyết bồi thường. Đối với bảo hiểm tai nạn cho các chuyến bay thì tổng công ty bảo hiểm PVI đã tạm ứng chi trả bồi thường cho gia đình của viên phi công điều khiển chiếc trực thăng nói trên 50.000 Mỹ Kim, tương đương 1 tỷ 180 triệu đồng Việt Nam. Số tiền còn lại là 150.000 Mỹ Kim sẽ được chi trả ngay sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan. Đối với các hành khách trên máy bay thì cơ quan này cho hay Loại bảo hiểm mà công ty này mua có sự khác biệt so với bảo hiểm tai nạn cho viên phi công, được gọi là bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của hãng trực thăng đối với khách hàng. Liên quan tới tai nạn trực thăng Bell 505 tại Vịnh Hà Long, thì cơ quan hàng không Việt Nam cho hay họ đã thông báo việc này tới hãng chế tạo chiếc trực thăng Bell và Ủy ban An toàn Vận tải Canada là quốc gia đã thiết kế và chế tạo chiếc trực thăng nói trên. Cơ quan Hàng không Việt Nam cũng đã thông báo tới công ty Safran là công ty chế tạo động cơ cho chiếc trực thăng Bell và Ủy ban An toàn Hàng không Dân dụng của Pháp là quốc gia đặt trụ sở của công ty Safran. Hiện nay, cả bốn tổ chức nói trên đã gửi thư cho Cơ quan Hàng không Việt Nam đề nghị trợ giúp cũng như cử đại diện tới tham gia điều tra về tai nạn này. Cơ quan Hàng không Việt Nam đã đề nghị Bộ Giao thông Việt Nam thông báo cho Bộ Quốc phòng để xem xét chấp thuận việc nói trên. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao 13 tháng 4 đã thực hiện lệnh khởi tố, khám xét nơi làm việc, nơi ở và bắt giữ nguyên đội trưởng trại trạm giam Long Tuyền thuộc Công an thành phố Cần Thơ. Theo nguồn tin, cán bộ bị bắt tạm giam là thiếu tá Đỗ Tiến Dũng, lúc bị bắt là nguyên đội trưởng. Ông Dũng từng làm trưởng công an phường Tân An, quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Ông bị cáo buộc tạo điều kiện cho người bị tạm giam, tạm giữ sử dụng điện thoại để gọi ra ngoài phạm vi trại. Ông Đỗ Tiến Dũng bị khởi tố tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng khởi tố nhưng cho tại ngoại một cán bộ trại giam Long Tuyền khác, tên đạt với cùng tội danh. Theo báo Tuổi Trẻ Online, hàng chục giới chức của cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao có mặt tại trại tạm giam Long Tuyền để thực hiện lệnh khám xét từ trưa 12 tháng 4. Đến 2 giờ 30 phút cùng ngày, thì hai xe đã rời đi đưa cán bộ trại tạm giam về nhà khám xét nơi ở. Cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng tiếp tục cử cán bộ túc trực tại trại tạm giam Long Tuyền để điều tra mở rộng vụ án. Trong lần triệu tập lần thứ nhì, luật sư bào chữa cho vụ án tỉnh thất Bồng Lai vắng mặt không trình diện công an Long An. Cơ quan cảnh sát điều tra của tỉnh Long An cho hay họ đã gửi giấy triệu tập lần thứ nhì đối với luật sư Đặng Đình Mạnh để làm việc về tin báo tội phạm của cơ quan an ninh mạng Internet và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Mặc dù bị triệu tập lần thứ nhì, thế nhưng luật sư bào chữa trong vụ án tỉnh Đất Bồng Lai không ra trình diện công an. Cơ quan cảnh sát điều tra của tỉnh Long An cho hay, họ đã gợi giấy triệu tập lần thứ nhì đối với luật sư Đặng Đình Mạnh để làm việc về tin báo tội phạm của cơ quan an ninh mạng lưới internet và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, luật sư Đặng Đình Mạc Mạnh đã không đến. Trước đó vào hôm 11 tây tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An cũng đã tiếp nhận tin tình báo tội phạm từ cơ quan an ninh mạng Internet và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với nội dung luật sư Đặng Đình Mạnh đã phát tán trên mạng Internet những đoạn video, hình ảnh và lời nói bài viết có dấu hiệu tội phạm về điều luật 331 mơ hồ, đó là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích chính phủ, quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân. Vào ngày 21 tây tháng 3 năm nay, cảnh sát điều tra của tỉnh Long An cũng đã gửi giấy mời tới luật sư Đặng Đình Mạnh để làm việc về những nội dung tin báo, nhưng ông cũng không đến. Trong vụ án xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai, năm vị luật sư bào chữa cho các bị cáo tu sĩ và các luật sư này được tiếng là có trình độ và có lòng, có tâm đối với người nghèo, những người vô tội, gồm có luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, Luật sư Đặng Đình Mạnh, luật sư Nguyễn Văn Miến, luật sư Ngô Thị Hoàng Anh và luật sư Đào Kim Lân thuộc đoàn luật sư Sài Gòn. Hồi tháng 11 năm 2022, tòa án của tỉnh Long An của cộng sản Việt Nam đã sự phúc thẩm các vị nam nữ tu sĩ tại tỉnh thất bồng lai họ tuyên án sơ thẩm 5 năm tù đối với cụ ông Lê Tùng Vân, năm nay 92 tuổi, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của chính phủ, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân mà phía Cộng sản Việt Nam gọi là tội danh 331. Cùng với tội danh 331 này thì các nam tu sĩ như là Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên Lê Thanh Trùng Dương mỗi người phải nhận án 4 năm tù. Một nam tu sĩ khác là Lê Thanh Dị Nguyên cũng bị 3 năm 6 tháng tù oan và bà Cao Thị Cúc là chủ nhân của khu đất nói trên cũng bị mức án oan là 3 năm tù. Công ty phim trực tuyến nổi tiếng Netflix đã gỡ bỏ tập phim Nói về Việt Nam trong bộ phim mang tên MH370, Chiếc máy bay biến mất vào tối 13 tháng 4, tập 1 của bộ phim tài liệu gồm 3 tập mang tên MH370, chiếc máy bay biến mất, đã không còn tìm thấy trên nền tảng của công ty phim trực tuyến Netflix tại Việt Nam. Và hiện nay chỉ còn lại tập 2 và tập 3 của bộ phim này mà thôi. Ông Lê Quang Tự Do là trưởng cơ quan phát thanh truyền hình và thông tin điện tử của Việt Nam cho hay, công ty Netflix đã gỡ bỏ tập 1 từ buổi trưa 13 tháng 4 Trước đó vào ngày 12 tháng 4 thì cơ quan này đã gửi văn bản yêu cầu công ty Netflix phải gỡ tập phim nói về Việt Nam vì phía Việt Nam cho là sai sự thật. Vào ngày 6 tháng 4 thì Phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam là bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, bộ phim mang tên MH370 chiếc máy bay biến mất câu đoạn nói về Việt Nam không trợ giúp tìm kiếm chiếc máy bay nói trên là điều sai sự thật. Điều này khiến cho dư luận tại Việt Nam bất bình Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định ngay sau khi chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines bị mất tích thì Việt Nam đã khẩn cấp liên lên kế hoạch giúp đỡ và trước khi bị gỡ bỏ thì tập phim nói trên có câu đối thoại về việc này đã được sửa lỗi. Đó là câu chính phủ Việt Nam không trợ giúp tìm kiếm máy bay mất tích thì được đổi thành phía Việt Nam có vẻ không đủ nguồn lực vẫn tin liên quan đến Việt Nam, quá tải bệnh nhân ung thư tại thành phố Sài Gòn. Ngày 13 tháng 4, Sở Y tế thành phố Sài Gòn cho biết địa phương đang triển khai chiến lược phòng chống ung thư trước tình hình số ca mắc tử vong có khuynh hướng tăng. Theo thống kê của Tổ chức Ung thư Toàn cầu năm 2020, tình hình mắc và tử vong do ung thư trên toàn thế giới có xu hướng tăng. Việt Nam thuộc nhóm có tỷ lệ mắc cao, từ 97.3 đến 111.9 trên 100.000 dân. Năm 2020 tại Việt Nam, ước tính có hơn 180.000 ca mắc mới và hơn 100.000 ca tử vong do ung thư. Thưa quý vị, cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư, khiến cho tỷ lệ mắc ung thư mới của Việt Nam tăng lên chín bậc xếp thứ 90 trên 185 quốc gia. Trong đó, tỷ lệ tử vong do ung thư tăng 6 bậc, xếp thứ 50 trên 185. So với ghi nhận của năm 2018, riêng tại thành phố Sài Gòn, theo số liệu ghi nhận, ung thư quần thể do Bệnh viện Ung Bướu thành phố Sài Gòn làm đầu mối. Số bệnh nhân ung thư năm 2017 là hơn 11.200, trong đó nam giới hơn 5.000 người nữ giới hơn 6.200 người. Tiếp theo là tin liên quan tới giá vàng. Theo đà gia tăng của thị trường kim loại quý của thế giới, nhiều hệ thống vàng bạc nâng giá mỗi lượng nhẫn trơn thêm từ 200 cho tới 300.000 đồng Việt Nam, tức là thành 57 triệu đồng Việt Nam. Theo đó, sau gần nửa tháng dặn co xung quanh 56.8 triệu đồng cho một lượng vàng, thì công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, tức là SJC, vào chiều hôm qua đã điều chỉnh mạnh giá nhẫn trơn lên tới mức cao nhất trong năm nay. Vào khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, thì công ty SJC niêm yết giá mua vào là 56 triệu đồng và bán ra là 57 triệu đồng Việt Nam, một lượng vàng đối với loại nhẫn trơn từ 1 chỉ cho tới 5 chỉ các loại vàng nhẫn với có trọng lượng dưới một chỉ được mua bán cao hơn 50.000 đồng Việt Nam. Các cửa tiệm của công ty vàng bạc đá quý phú nhận, gọi tắt là P&J, đã tăng giá tương tự như công ty SJC. Trong khi đó, một số tiệm vàng với quy mô nhỏ mới nâng giá 100.000 đồng cho một lượng vàng. Hiện nay, họ mua vào với giá là 55 triệu đồng và bán ra với giá là 55 triệu 700 ngàn đồng lần gần đây nhất giá của nhẫn trơn giao dịch ở khoảng giá là 57 triệu đồng vào đầu tháng 3 năm ngoái. Giai đoạn đó thì mỗi lượng vàng thuộc loại nhẫn trơn giao động chung quanh 57 triệu cho tới 57.6 triệu đồng bởi vì giá vàng của thế giới liên tục leo thang khi mà có tin tức về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vừa nổ ra khiến cho vàng trở thành một loại kia quý kim trú ẩn được đầu tư và ưa chuộng. Lần tăng giá này cũng đồng thuận với diễn biến của thị trường kim loại cờ quý của thế giới. Mỗi ounce vàng vào ngày hôm nay tăng gần 12 Mỹ Kim so với đầu phiên và hiện nay ở mức là 2.227 Mỹ Kim. Nếu tính từ đầu tháng thì mỗi lượng vàng đã tăng khoảng 50 Mỹ Kim. Bên đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin địa phương. <laughs> Cảm ơn quý vị đã trở lại với chúng tôi và bây giờ là phần tin địa phương. Thám tử của cảnh sát trưởng Orange County nghe lén điện thoại giữa luật sư và thân chủ. Có ít nhất 5 cuộc gọi được ghi âm giữa một tù nhân và luật sư đã bị thám tử này nghe lén, bao gồm cả các cuộc gọi mà viên chức này đã bị luật sư cảnh cáo là không được nghe lén. Bản ghi âm các cuộc gọi đã được đưa vào một đề nghị để trình vào ngày 12 tháng 4 bởi trợ lý biện hộ công Scott Sanders trong một vụ án ma túy không liên quan. Sanders đang tìm kiếm hồ sơ nhân sự của thượng nghị sĩ mới được thăng chức Matthew LeFleur. LeFleur bị Sanders cáo buộc đã nghe các đoạn ghi âm được thực hiện vào năm 2017 về các cuộc gọi từ Taylor là tù nhân theo Lacey tới luật sư John Anderson. Sanders đang sử dụng hành vi của Lafleur liên quan đến các cuộc gọi để thuyết phục thẩm phán cung cấp cho anh ta hồ sơ nhân sự của Lafleur để sử dụng trong một vụ án không liên quan đến các cáo buộc về súng. Trong các cuộc nói chuyện được ghi âm, Anderson liên tục cảnh báo rằng anh ta là luật sư và bất kỳ ai nghe lén đều vi phạm pháp luật. Trong ít nhất hai bản ghi âm, Anderson và Camus Ferguson đã nhắc đến tên của Leflore bằng những lời lẽ thô tục. Trong cuộc gọi cuối cùng, Anderson cảnh báo bất cứ ai cố gắng nghe điều này, đặc biệt là cảnh sát trưởng quận Cam là Leflore, chúng tôi sẽ truy tố. Trong lời khai trước tòa, Leflore nói rằng anh ta không nhớ nội dung của các cuộc gọi. Anh còn cho biết đã ngừng nghe khi phát hiện ra các cuộc gọi giữa một tù nhân và một luật sư. Tuy nhiên, Sanders phản bác và cho rằng những ghi chú được lưu trên đoạn ghi âm bao gồm thông tin mà Le Floor sẽ chỉ biết được bằng cách nghe các bản ghi âm. Một thiếu niên 13 tuổi tại tiểu bang California cướp xe và gây tai nạn, khiến cho hai người chết và nhiều người bị thương. Sở cảnh sát của thành phố Goodland gần với Sacramento cho hay, đã có một người chết và một bé gái 4 tuổi qua đời hôm thứ Tư vừa qua liên quan tới vụ này. Theo thông cáo báo chí từ Sở Cảnh sát, thì một sĩ quan đã phát hiện ra một chiếc xe được điều khiển thất thường. Cảnh sát đã cố gắng uh, lụ dừng chiếc xe này vào lệ đường, thế nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục chạy và cuộc truy đuổi kẻ cướp đã diễn ra. Tuy nhiên, chiếc xe của kẻ cướp đã đụng phải với hai chiếc xe khác, khiến cho hai chiếc xe bị bốc cháy. Cảnh sát xác định người điều khiển chiếc xe bị đánh cắp là một cậu bé 13 tuổi. Cảnh sát cho hay cậu bé này sẽ phải ra hầu tòa lần đầu vào ngày hôm nay thứ năm. Sau tai nạn nói trên thì đã có một bé gái 4 tuổi tử vong cùng nhiều người khác bị thương. Cơ quan tuần tra ở xa lộ tại tiểu bang California đang tiếp tục điều tra về vụ này. Người đàn ông ở Orange County lường gạt ba công ty hơn 3 triệu Mỹ Kim trong COVID-19. Đó là ông Christopher John Betsy, 62 tuổi, cư dân Collect Forest, nhận 4 tội lừa đảo và có thể lãnh tối đa 20 năm tù cho mỗi tội, theo văn phòng công tố liên bang. Người này sẽ bị kết án vào ngày 15 tháng 9. Được biết, vào tháng 6 và tháng 7 năm 2020, ông Bassi đã nói dối với ba công ty rằng ông có thể bán hàng triệu những thùng bao tay thông qua công ty First Defense International ở Irvine. Trong những tháng đầu đại dịch COVID-19, bao tay cao su là thiết bị bảo hộ cá nhân được nhiều nơi cần nhưng không đủ hàng để bán. Ông Bassi ký hợp đồng sẽ bán hàng triệu thùng bao tay cho mỗi công ty và yêu cầu ba công ty này trước khi tới kiểm tra hàng tại nhà kho ở Los Angeles, mỗi công ty phải đặt cọc cho ông ít nhất là 1 triệu Mỹ Kim. Nhưng trên thực tế, ông không có sản phẩm ở bất kỳ nhà kho nào. Tổng cộng ông nhận của ba công ty hơn 3 triệu 200 ngàn Mỹ Kim. Theo lời khai nhận, Ông đồng ý nộp lại toàn bộ những món hàng và tiền mà ông ta đã kiếm được từ vụ lường gạt này, bao gồm du thuyền, tàu, nhiều chiếc xe hơi, thiết bị đánh cá và hơn 50.000 Mỹ Kim tiền mặt. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Thanh Trúc và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị và gia đình thật nhiều bình an. Xin kính chào tạm biệt.